Xin chào thầy cô và tất cả các bạn. Mình là Hương, mình là sinh viên khóa 1 của trường đại học EDX và mình đã sống được tại EDX khóa 3/4 và hiện tại Hương đang học tại lớp FB. Và được mọi người đã đến với, chào mọi người đã đến với cái series các bài tập của Hương. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn về bài tập về bộ môn nghiên cứu về con người. Thì không phải mình đã trải qua cùng nhau cái bộ môn này cũng 4-5 buổi và cũng là 1 tháng rồi. Mình đã trải qua các chủ đề khác nhau khi mà cùng nhau phân tích, cùng nhau phản biện các chủ đề hay, các chủ đề về nghiên cứu về con người. Và trước khi mà chia sẻ cái nội dung của cái bài tập nghiên cứu về con người ngày hôm nay thì mình cũng chỉ nói một chút, mình sẽ tiết lộ một chút, đó chính là các bạn tuyên bố về cái mục đích sống của cá nhân của chúng ta, cá nhân mình. Và với cái phần mà yêu cầu về tuyên bố về cá nhân mình như vậy, mình thấy là thầy rất là đúng đắn khi mà đưa ra như vậy, bởi vì mình biết là lời hứa thì sẽ không giúp nào được và nó sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người. Thì cũng như vậy, cái bản tuyên bố này sẽ làm cho mình có trách nhiệm với cái lời mình nói ra hơn, và một lời nói ra thì không thể nào giúp lại được, đúng không ạ? Thì để mình nói ra như vậy, mình sẽ có trách nhiệm với cái lời nói ấy, và mình sẽ có cái mốc sự kiện đáng nhớ với cái sự kiện ngày hôm nay là mình đã tuyên bố là cái sự trưởng của mình. Thì để sau này mà khi mà mình thành công hay mình trưởng thành trên cái con đường đời thì mình sẽ nhớ đến cái sự kiện ngày hôm nay và cảm thấy nó rất là ý nghĩa và vô cùng là sâu sắc tốt đẹp. Thì đầu tiên, trước khi vào cái bản tuyên bố thì mình xin giới thiệu một chút về bản thân mình. Thì mình cũng là một người bình thường như bao nhiêu các bạn khác, và nhưng mà chắc chắn trong tương lai thì mình sẽ là một người tầm bình thường. Và hiện tại các bạn sẽ không biết Nguyễn Thu Hương hay Hương ở đây là ai, và không biết là mình có cái giá trị nào và có khả năng nào để đem lại cho cộng đồng hay không. Nhưng sau này chắc chắn các bạn sẽ biết Nguyễn Thu Hương trưởng thành công và ảnh hưởng và có sức ảnh hưởng đến với những người xung quanh, đến với cộng đồng. Có một cái điều khá là vui và cũng khá là hay, đó là từ bé đến lớn và kể cả những người thân trong gia đình hay là kể cả những người bạn bè học mình, bạn bè thân thiết, bạn bè cùng bàn hay là bạn bè cấp 2, cấp 3 và cả đại học thì đều gọi mình bằng một cái tên rất là thân thương và yêu mến mình, đó là Hương bé. Thì cái tên này nó gắn liền với cuộc đời của mình và mình nghĩ là nó sẽ còn gắn liền lâu dài hơn, bởi vì mọi người đã quen với mình như vậy rồi. Và sở dĩ lý do cũng là bởi vì thứ nhất là mình bé, thứ hai là dân gian có một câu đó là nhỏ nhưng có võ, và mình thấy là cái câu nói này là đúng với mình với cả cái đen cả cái bóng, và khá là hay cái biệt danh này. Mình rất là thấy vui khi mình có một cái biệt danh thân thương như vậy. Và tiếp theo mình sẽ bảo lộ dung chính, đó là cái bản tuyên bố của mình. Thì trước hết mình sẽ nói trước là mình sẽ xưng tôi vào trong cái bản tuyên bố, và nó khá là nghiêm túc, nên là mọi người cũng đừng khi xem cũng đừng cười với cái bản tuyên bố của mình nhá. Ngày 18/8/2020 là ngày tôi Nguyễn Thu Hương tuyên bố một cái mục đích sống của mình trong cuộc đời. Tôi nghĩ là cái cuộc đời này là một cái cuộc trải nghiệm, cuộc dạo chơi thôi, và tôi muốn là cái mục đích sống của mình là cái trải nghiệm đó, cái trải nghiệm trên đường đời đó, nó phải thú vị và nó phải có dấu ấn riêng. Thứ nhất thú vị ở đây là mình là tôi Nguyễn Thu Hương phải trải qua tất cả các cung bậc cảm xúc, từ đơn giản như là vui, buồn, giận, hờn, vân vân, và đến cả những cái cung bậc cảm xúc phức tạp như là ức chế, ghen tởm, hạnh phúc, ngạc nhiên, vân vân. Và mình sẽ trải qua những cái cung bậc đơn giản hạnh phúc đó cùng với cả người thân, bạn bè và thậm chí là các chủ cung cưng, động vật xung quanh ở xung quanh mình, và cả một cái, và thậm chí là cả một người lạ mà mình không quen biết trước đây cũng có thể mình cũng trải qua các cung bậc cảm xúc với họ như vậy. Và nói thật là nó thú vị ở đây, tức là đa dạng cảm xúc và đa dạng về các mối quan hệ mà mình có được. Thứ hai, nó chính là để lại một cái dấu ấn riêng cá nhân, một dấu ấn cá nhân, đó chính là mình phải thành công ở một cái lĩnh vực nào đó trong tương lai, phải thành công ở một cái lĩnh vực nào đó trong tương lai, và song song với cái thành công đó thì mình phải đem lại cái giá trị cho cộng đồng, giá trị đó phải là giá trị tốt đẹp thì mới đem lại cho cộng đồng. Và tất cả những cái mục đích sống như vậy thì mình sẽ xin phán tắt lại với một cái câu khẳng định rất là nghiêm túc và rất là hào hùng trong đây, thì đó chính là tôi Hương Nguyễn Thu Hương phải là chính mình ở độ 12 năm và phải là đại gia của chính mình ở độ 30 năm. Và ngoài ra nếu có thể thì tôi sẽ mong muốn là mình sẽ chết ở độ 25 vì cái sự ra đời. Chết ở đây của mình sẽ là đóng ở trong cái mỏng kết, và chết ở đây không phải là chết ở cái sự sống hay là cái sự sống hay là liên quan đến tính mạng của mình, mà chết ở đây có nghĩa là mình đã thực sự trưởng thành quá rồi, mình đã thực sự ra đời quá, cho nên là mình muốn mình chết đi và có một cái cuộc trải nghiệm mới và một cái lĩnh vực mới của mình sau này. Và đó chính là cái bản tuyên bố về mục đích sống của mình. Và xem đây, các bạn cũng chắc là cũng biết sơ về mục đích sống của mình, và mình cũng nghĩ là các bạn cũng có cái mục đích sống tương tự như mình, và bạn nào có cái mục đích sống nó khác hay là nó có một cái sự cụ thể hay là nó hay hơn thì hãy cùng chia sẻ với nhau để có thể cùng nhau bước trên cuộc đời và cùng nhau đạt được những mục tiêu đấy nhé. Và cảm ơn mọi người đã xem đến hết video của mình. Nếu mọi người cảm thấy cái video này hữu ích thì hãy cùng theo dõi video tiếp theo của mình nhé. Và mình xin cảm ơn tất cả mọi người.